Xin chào bạn đã quay lại trang web phankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm CMA 4D ha. Rồi, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục tới cái lệnh nổ Explosion FX ha. Là cái lệnh nổ này nó tùy chỉnh nhiều hơn cái Explosion này ha. Rồi, thì cái lệnh Explosion này á, thì đầu tiên thì tôi tạo ra một cái đối tượng 3D, thì tôi tạo ra khối cầu đi, Sphere đi ha. Rồi, thì bạn sẽ lưu ý là khi mà cái vụ nổ này á, thì nó sẽ có ba cái bán kính đường tròn, mà nhìn kỹ nè, có ba màu nè ha. Tôi sẽ tạm tắt cái khối cầu đi. Rồi, thì bạn sẽ thấy nó sẽ có ba màu, màu xanh lá cây, màu đỏ và màu xanh dương ha. Thì bạn lưu ý bạn tập trung đến thôi, bạn lộn nè. Thứ nhất á, cái màu xanh lá cây chính là cái tiến trình hay là cái quá trình vụ nổ ha. Còn cái màu đỏ chính là cái lực, màu đỏ chính là cái vùng biên, cái vùng biên mà cái lực nổ nó sẽ nổ tới cái vùng biên của màu đỏ thì nó sẽ hết nổ ra ha. Còn cái màu xanh dương á, là cái lực, cái vùng biên của cái trọng lực ha, nghĩa là cái trọng lực mà lực hấp dẫn của trái đất nó hút xuống ha. Cái ra khỏi cái màu xanh dương là cái ra khỏi cái lực hấp dẫn, để sự đại khái là vậy ha. Bạn phân biệt kỹ ba cái đó thì mới bắt đầu học tôi cũng rất là lộn ba cái đó ha. Rồi, thì sau khi bạn hiểu rồi thì chúng ta sẽ làm rất là dễ. Rồi, đầu tiên tôi mở cái khối cầu lên, tôi cho cái lệnh explosion nó vào trong cái lệnh sphere này. Bây giờ tôi vừa cho cái lôi cái lệnh explosion fx này vào trong sphere thì bạn sẽ thấy là nó tạo ra cái hiệu ứng nổ liền, thấy chưa? Đó, và cái nổ này nó có cái độ dày, nó không giống như cái nổ explosion kia là chỉ là cái mặt phẳng thôi, mà nhìn kỹ thì nó có độ dày nè ha. Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái tôi tạo cái hướng chuyển động nổ đi cho nó dễ. Đầu tiên thì tôi sẽ cho như thế này. Bạn sẽ thấy là tôi chọn cái lệnh explosion nè. Thì bạn sẽ thấy đây nó sẽ trong cái thuộc tính nó có hơi bị nhiều cái tab luôn á, mọ thấy chưa? Những cái tab. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái quan trọng thôi. Thì đầu tiên bạn sẽ thấy cái tab quan trọng nhất là offset nè. Thì cái theme này chính là cái tiến trình mình tôi nói bạn, tiến trình nổ. Như là mặc định ban đầu là nó là không nè, là không nổ, tới 100% là nổ hết, kết thúc cái việc nổ ha. Thì giả sử giờ tôi cho cái tiến trình ban đầu là số 0 thì tôi đặt khóa cây đi ha. Đặt khóa cây cho làm 0 là tại vị trí này. Đó, tại vị trí mà không frame á, thì nó sẽ là tiến trình nổ là không. Khi mà tới cái vị trí khoảng chừng 70 đi ha, thì tiến trình tới 70 frame á, thì cái tiến trình nổ nó sẽ là chạy từ 0 cho tới kết thúc cái việc nổ luôn là 100% ha. Tôi nhập số 100% để cho màu, sau đó tôi tích gì đây để đặt khóa cây. Rồi, giờ tôi sẽ nhấn nút play phát thử cho bạn xem cái toàn bộ quá trình nổ như thế này. Thấy chưa, nó sẽ nổ ra nhưng mà hiện tại nó nổ hơi nhanh, đúng không? Nổ hơi nhanh. Rồi, thì cái nó nổ như vậy đó, thì giờ tôi sẽ cho các bạn xem từ từ nhé. Chúng ta sẽ tới cái tab thứ hai. Mỗi tab có một cái chức năng riêng. Offset là tiến trình nổ, explosion là tùy chỉnh cái hiện tượng nổ nè. Thì bạn sẽ thấy là cái trend này là cái gì. Cái trend thì trước tiên tôi quên nói các bạn là bạn nhìn kỹ trên cái đối tượng nổ chúng ta nè ha. Thì nó sẽ có ba cái chấm màu vàng ha, nhìn kỹ ha, ba chấm màu vàng 1, 2, 3 tương ứng với ba cái vòng tròn màu mà tôi nói các bạn đó, thấy chưa? Ta thao tác trực quan trước làm cho nó dễ trước đi, rồi sau đó ta mới tới phần tham số khó sao ha. Thì bạn thấy đây cái vòng tròn màu xanh dương nè là cái tiến trình nổ nè, như tôi vừa nói các bạn đó. Thì bạn lít vô cái tam giác màu cam này bạn lôi đi, thì đó chính là cái tiến trình nổ nè, thấy chưa? Đó chính là cái màu xanh lá cây, rất là dễ. Cái thứ hai là cái vòng tròn màu đỏ là cái mà biên của cái lực nổ ha, nghĩa là lực nổ mà của cái những cái mảnh vỡ này tới cái vùng biên màu đỏ này thì nó sẽ hết nổ dâng ra, tới đó thì nó sẽ rớt xuống thôi. Thì tới đó khi nó rớt xuống thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của cái lực màu xanh dương này. Đây là cái bán kính của cái trong vùng này có trọng lực ha. Trọng lực là lực hút của trái đất nó hướng theo cái trục y mà hướng xuống á ha. Rồi, ba bán kính chúng ta điều chỉnh trực tiếp trên đây cũng được. Chúng ta điều chỉnh bên tham số nè. Thì lo xanh này là cái gì? Thì lo xanh cái trend này là cái tùy chỉnh cái gì? Cái gì cũng không biết nữa. Đại khái là cứ để mặc định 1000 đi ha. Nó nói với bạn gì thôi, chứ hình như là cái tôi coi cái phần giáo trình tôi là biết rồi. Giáo trình này gì nữa, nếu có thời gian tôi biên tập lại tôi tải phía dưới cái video này ha. Đây, explosion, cái trend là cái nổ rộng hay nổ hẹp. Rồi, đơn giản như thế. Bạn muốn nó nổ rộng lên thì bạn nhập con số này cao lên ha, mặc định nó để 1000 thì cũng được rồi. Rồi, trong đây quan trọng là cái phần direction, là cái hướng nổ, mặc định nó đang là chữ on, nghĩa là nổ khắp mọi phía ha, khắp mọi hướng. Thấy chưa, nó không có bị hư giới hạn cái hướng nào. Còn nếu mà bạn để cái tùy chọn mà nổ hướng theo một nè, đây nó sẽ có rất là nhiều tùy chọn ha, là nổ chỉ theo cái trục x thôi, hoặc là ngoại trừ trục x, nghĩa là nổ theo trục y hoặc trục z. Thì tương tự vậy, những cái trục kia nó cũng vậy ha, chỉ nổ trục x hay là ngoại trừ trục y, chỉ nổ trục y, chỉ nổ trục z ngoại trừ trục z, thấy chưa?
như là chỉ nổ theo hướng trục Z thôi, và ngoại trừ trục Z có nghĩa là chỉ nổ theo hướng trục Y và trục X ha. Nó sẽ có cái 6 thì chọn như thế, 7 thì chọn ha. Rồi ta sẽ thử cho bạn xem cái thì chọn nổ theo một hướng nè, giả sử như nổ chỉ theo only X ha, chỉ theo trục X thôi, thì bạn sẽ thấy điều gì. Tôi nhấn nút play cho bạn xem nè, bạn thấy chưa, nó làm hơi nhanh, nhưng mà nó làm hơi nhanh như là nổ chỉ theo cái phương trục X thôi, nghe theo cái mũi tên màu đỏ này thôi nè ha. Tôi sẽ đưa từ cho bạn xem, thấy chưa, nó chỉ dăng ra hai bên theo cái trục X thôi, còn cái trục Y là hướng lên và hướng ra phía sau, thì nó không dăng, nó chỉ dăng hai bên thôi theo hướng trục X ha. Do chúng ta chọn cái hướng này, direction là cái hướng này chỉ nổ theo trục X đó. Thông thường thì chúng ta sẽ để theo tùy theo cái hiệu ứng mà bạn muốn làm, sau này bạn diễn quạt bạn muốn làm như thế nào thôi, cho nó đẹp thì tùy các bạn. Mặc định thì nó sẽ là on, nghĩa là nổ theo tất cả mọi phía ha. Rồi những cái còn lại thì bạn để mặc định cũng được, hoặc là bạn phải chỉnh sửa thêm một tí cũng được, như cái led brand là cái chúng ta chỉnh cái dòng màu đỏ nè ha. Thì tôi chỉnh thì bạn thấy một dòng màu đỏ nó sẽ chạy nè, thấy chưa, nghĩa là cái lực nổ sẽ tới dòng màu đỏ đó thì nó sẽ hết lực đẩy nữa mà nó sẽ bị trọng lực hút xuống ha. Là cái led brand đây rất là đơn giản. Rồi những cái còn lại bạn cứ để mặc định, chúng ta không cần chỉnh gì hết. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới cái tab thứ hai là luster. Luster này là gì? Cái này là cái cụm thôi ha. Cái cụm là sao? Là cái cụm là trong cái này thì bạn chú ý cho tôi là cái thinnic này là cái độ dày thôi, mặc định bạn để 10 cm cũng được, nó không ảnh hưởng. Cái độ dày mà khi mà nó vượt qua cái ngưỡng này thì nó sẽ nổ gì đó ha. Mặc định thì để 10 cũng được rồi. Cái quan trọng là cái chỗ này nè. Quan trọng cái chỗ này thì nó cái loại nổ thì nó để auto đi ha. Bạn chọn mấy khác thì nó sẽ nổ theo hình dáng của cái đối tượng gốc chúng ta. Sẽ như hình dáng đây là cái khối cầu thì nó sẽ nổ theo cái hình đường cái đường lưới của cái khối cầu ha. Nhưng mà mặc định thì bạn cứ để automatic cho tôi ha. Rồi cầm đây bạn quan trọng với tôi cái chỗ này nè, cái chỗ min poly nè, polygon hay là max polygon nè, là có bao nhiêu mảnh polygon nó ghép lại với nhau khi nó nổ ha. Mà nhìn kỹ là khi nó nổ thì nó sẽ có giới hạn tối đa bao nhiêu cái mảnh vỡ khi nó ghép lại nhau. Bạn thấy nè, nghĩa là có tối thiểu là ít nhất là phải có 5 mảnh vỡ ghép lại nhau, và có tối đa là 10 mảnh vỡ ghép lại nhau ha. Đây nè, bạn thấy chưa, mỗi miếng gì thì phải tối thiểu là 5 cái miếng nhỏ ghép lại nhau. Thì bạn có thể chỉnh con số này cũng được, giả sử như tôi muốn cho nó nổ nhỏ lại thì tôi cho 2 miếng ha, từ 2 miếng cho tới 5 miếng thôi, thấy chưa. Nhưng là chỉ là nổ là mỗi cái cụm này chỉ bao gồm từ 2 đến 5 miếng vỡ, mảnh vỡ nó ghép lại nhau thôi, thấy chưa. Thì bạn chỉnh trong cái chỗ này min polygon và max polygon ha. Rồi còn cái tùy chọn ở dưới nữa trong cái cụm này nữa là disappear. Khi là khi bạn click vô đây á, mặc định thì nó sau khi nổ thì nó sẽ biến mất hay gì. Bạn click vô đây thì khi nó nổ thì nó sẽ đây tôi sẽ thu nhỏ cho bạn xem, thấy chưa. Khi bạn click vô tùy chọn này thì mặc định khi nó nổ thì nó sẽ biến mất, nó giống như cái hiện tượng mà nổ bên cái lót xanh mà chúng ta chọn cái phần end size, cái thước nổ mà sau khi nổ xong thì kích thước nó bằng không vậy ha, là nó sẽ biến mất. Còn ở đây bạn muốn nó biến mất thì bạn click vô cái chỗ này disappear là xuất hiện, disappear nghĩa là bỏ xuất hiện, nghĩa là biến mất á, thì bạn click vô đây ha. Rồi tôi cho bạn xem nè, thấy chưa, sau khi nó nổ xong thì tự động những cái mảnh vỡ nó sẽ tự động biến mất luôn. Thì chúng ta click vô tùy chọn này ha. Đi biến mất như thế nào thì bạn hãy tùy chọn vào thời gian nè, time nè, hoặc là tùy chọn vào distance, thấy chưa. Chọn theo distance thì bạn hãy chọn vô làm bắt đầu từ bao nhiêu cm, kết thúc bao nhiêu cm thì nó biến mất gì đó, thấy chưa. Mặc định là bắt đầu 10 kết thúc bằng 10 luôn nên nó không có xuất hiện, thì sẽ tôi cho bắt đầu từ 0 đi, kết thúc từ 10, thấy chưa. Thông thường ta chọn cái time đi cho nó hợp lý tí, thấy chưa. Thì hiện tại nó mất hơi nhanh, giả sử như tôi cho kết thúc bằng 100 hay gì đi cho nó lâu một tí ha. Nó mình thấy chờ nghe, kết thúc bằng 0 cm rồi và bắt đầu tiến trình nó là trong 100 cm thì nó sẽ biến mất, disappear ha. Còn bạn muốn cái mảnh vỡ nó không biến mất thì bạn bỏ thì chọn này ha. Rồi chúng ta sẽ tới cái tab tiếp theo là cái tab gravity, là cái tab trọng lực thôi. Như tôi nói các bạn á, trọng lực là sao, nghĩa là khi bạn thấy các mảnh nó, khi nó văng ra thì nó sẽ bị, nó ra tới cái phần mà vùng biên khỏi màu đỏ thì nó tới cái vùng biên của vòng tròn màu xanh dương thì nó sẽ bị cái trọng lực hút xuống dưới ha, hút xuống dưới cái nền chúng ta nè. Thì trọng lực nó có cái độ, cái tên này tự nhiên tôi quên cái tên gì rồi, cái lực hấp dẫn. Trọng lực có học do học lực hấp dẫn chúng ta học ở phổ thông là 9.81 nè, anh thấy chưa, trọng lực hướng xuống. Rồi thì trọng lực thực ra thì bạn có thể là tùy chỉnh cái hướng được nè, trong đây thì bạn tùy chỉnh hướng được ha. Hiện tại cái hướng nó đang hướng trục y, hướng dấu âm ha, trừ y, nó là hướng xuống.
Tại vì y chúng ta là trục y là hướng mua mặt xanh dương là hướng lên thì nó sẽ hướng xuống, như là trừ y ha, mặc định đang ở trừ y nè ha, hướng xuống mặt phẳng rồi. Thì bạn muốn cho cái trọng lực nó muốn cho cái trọng lực theo hướng nào thì tùy các bạn chỉnh. Giả sử như cho trục x nè ha, thì khi bạn thôi nó rớt thì nó sẽ theo cái hướng trục x là theo mũi tên màu đỏ bay qua phải nè, coi đúng không ha, thấy chưa? Nổ thì nó sẽ bay qua bên tay phải đó, theo tại vì đây tôi chỉnh là theo trục x. Còn giả sử tôi chỉnh theo cái trục z nè, nghĩa là bay về phía sau nè ha, mà nhìn kỹ nha, thấy chưa? Nó nổ sẽ bay về phía sau, nó theo cái trọng lực là trục x, thấy chưa? Mặc định theo cái đúng quy định ta là trừ y, nghĩa là theo rớt xuống dưới đất, rớt xuống dưới mặt phẳng bên dưới là trục trừ y, thấy chưa? Rồi ta chỉ bạn những cái quan trọng thôi. Cái ren này là chúng ta điều chỉnh cái bán kính của cái vòng màu xanh dương là trục y nè, xin lỗi, bán kính cái vòng màu xanh dương là cái trọng lực ha, điều chỉnh ở đây nè, thấy chưa? Hoặc là bạn lít trên cái chấm vàng trên cái bán kính màu xanh, vòng tròn màu xanh dương này cũng được, tùy các bạn ha. Rồi còn những cái còn lại là những cái tác phụ thôi, thì tôi nói thêm thôi cũng dễ thôi. Rotation là xoay, nghĩa là khi nó vỡ ra thì nó sẽ xoay bao nhiêu độ thì bạn chỉnh ở đây ha. Mặc định thì nó không xoay thì nó đã speed là bằng không, bạn phải chỉnh như đây ha. Bạn muốn từng mảnh vỡ á, khi nó văng ra thì nó sẽ xoay bao nhiêu độ thì bạn nhập vô đây, sẽ tôi cho nó xoay 40 độ thì tôi nhập 40 vô đây ha. Khi nó vỡ ra thì nó xoay, bạn nhìn kỹ nó sẽ xoay nè, hơi nhanh ha, hơi nhanh thì đại khái là cho ông biết thôi. Rồi xoay quanh cái tâm của cái trọng lực, rồi như thế này thì cứ để mặc định. Còn tiếp theo cái special là một số cái tùy chọn thêm nữa ha, một số tùy chọn đặc biệt thêm nữa, thì như là chịu ảnh hưởng của cái lực gió là bao nhiêu nè, chịu ảnh hưởng của lực xoáy là bao nhiêu ha. Lực gió là sao, quay này là gió ha, quay thì sẽ cho cái lực gió nó sẽ 90 đi, giả sử gì đi. Rồi thì các bạn sẽ thấy là đây nó sẽ khi nó nổ thì nó sẽ bị gió đẩy qua bên tay phải, bên tay trái gì nè, thấy chưa? Hình như hơi nhỏ một tí, giả sử tôi cho lên một tí. Đây là tôi điều chỉnh thêm đây, nếu khi nổ nó sẽ bị gió đẩy qua bên tay phải, bạn thấy chưa, văng bên tay phải đó, thì chúng ta chỉnh trong cái quay này. Rồi còn thêm một cái street này là cái độ xoắn, nghĩa là khi bạn nổ là chúng ta bị xoáy giống như lốc xoáy vậy ha, thì tôi cho cái này là 200 đi, street này ha, độ xoắn khi nổ ra nó sẽ bị ảnh hưởng của lực xoắn, bạn thấy chưa? Hình như nó hơi nhanh thì tôi thu nhỏ lại tí, thấy chưa? Khi nổ thì nó sẽ xoắn xoắn, tôi sẽ làm chậm chậm cho bạn thấy, thấy chưa? Khi nổ thì nó sẽ bị lực xoắn, sáng sẽ sáng như là lốc xoáy đó. Hiện tại do tôi chỉnh cái rotation này quá rồi, nhìn nó rối mắt. Rồi tôi làm lại đi, thì bạn sẽ thấy là cái lực street này nó sẽ sáng nhiều nè. Đây là cái phần nổ cũng tương đối là hay nên tôi làm hơi kỹ ha. Nó bạn thấy chưa? Nó sẽ sáng cái nó đối tượng ta, nó sẽ xây dài dòng ha, nó sáng dài dòng, thấy chưa? Nó hơi bị nhanh nên các bạn nhìn không có. Rồi đại khái là vậy. Là cơ bản ta đã xong được cái lệnh exposure epic này ha, tạo cái lực nổ mà có tùy chỉnh thêm rất là nhiều thứ nữa, thời gian nổ nè, nổ theo hướng nào nè, phạm vi nổ nè, còn đây là nổ theo bao nhiêu cụm nè ha, nổ theo bao nhiêu mảnh ghép lại nè, rồi nổ có biến mất không thì lít vô đây nè, rồi trọng lực như thế nào là lực hấp dẫn xuống nè. Đây trọng lực thì thực ra bạn thấy thay đổi được cái lực hút hấp dẫn nó mạnh hay là nhẹ thì bạn tính đây, chỉnh như đây ha. Mặc định thì của trọng lực chúng ta là 9.81 rồi, chỉnh theo cái hướng trọng lực nè, rồi chỉnh theo hướng xoay nè, rồi chịu tác động của gió hay là xoắn vậy nè ha, rất là nhiều. Rồi cái lệnh nổ explosion FPS thì có vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn các video sau ha. Video tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục tới những cái lệnh này cũng hay nè ha, lệnh starter này đây. Rồi hẹn gặp lại các bạn.